thì cái tỷ số chúng tôi có hưởng là 6% người Việt Nam di dân sống ở Mỹ bị viêm gan C. Nhưng một số dân số đặc biệt ở Việt Nam bị viêm gan C rất là cao, đó là những người chích thường xuyên ma túy, những người cơ là khoảng gần 55% những người chích thường xuyên ma túy đã có bị nhiễm viêm gan C, về lập tầm khoảng 26%, và những người làm trong ngành mại dâm là khoảng 8-7% bị viêm gan C, và truyền máu là 6% là có thể bị viêm gan C. Về cái vấn đề genotype, cái tiểu loại ở Việt viêm gan C Việt Nam, thì cái nước Việt Nam của chúng ta cũng như một số Á Châu có cái viêm gan C tiểu loại số 6 rất là cao, khác so sánh với những cái nước như bên nước Hoa Kỳ. Nước Hoa Kỳ hầu như là không có tiểu loại viêm gan C số 6. Nhưng mà cái tiểu loại viêm gan C này cũng khác nhau tùy vào cái vùng. Ở ngoài, ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cái tiểu loại 6 trên tam 6 là khoảng 53%, cái tiểu loại 1 là khoảng 32.6%, tiểu loại 2 khoảng gần 19%, và hoàn toàn không có tiểu loại số 3. Việt Nam rồi về chứng phần thì cái tiểu loại số 1 đứng hàng đầu, đứng hàng 60%, tiểu loại 6 là khoảng 35.8%. Trước khi mình vô cái tài chính về cái viêm gan C và những cái biến chứng chuyển hóa, thì có một số danh từ tôi xin được định nghĩa để mà chúng ta có thể theo dõi cái bài thì nó dễ dàng, và bác sĩ Quê cũng đã trình bày một số đề tài nào cái nhược điểm này rồi, nên tôi xin được vắn tắt. Cái body mass index nó là cái chỉ số mà nó đo cái độ béo trong cơ thể của chúng ta, nó dựa trên cái chiều cao và cái trọng lượng của người bạn. Thì cái tỷ số body mass index này nó càng cao thì chúng ta có mỡ trong người càng nhiều. Với cái người da trắng thì cái body mass index mà dưới 25% là cái người đó tốt. Nếu mà trên 25% là cái người đó bị bệnh mỡ, và trên 30 là bị bệnh béo phì. Người Á Châu chúng ta thì cái cơ thể có thể nó nhỏ nó khác hơn. Thành ra cái body mass index của người Á Châu của chúng ta nó là dưới 23% là tốt. Và trên 23% thì chúng ta bị mỡ, và trên 27.5% là chúng ta bị bệnh béo phì. Về cái thống kê của về bệnh mật ở Việt Nam thì thấy vẫn còn rất là tốt, thấy đa số chúng ta người vẫn còn gầy, vẫn còn mạnh mai. Phụ nữ thì chỉ khoảng 2% là bị bệnh béo phì, và cho phái nam thì khoảng 1.2%. Nhưng mà bên Hoa Kỳ hiện nay cái bệnh béo phì nó chiếm một cái tỷ lệ là khoảng 35%, và cái bệnh mật nó khoảng gần 34.5%. Tại ra quý vị nên nghĩ một cái dân số mà gần trên 70% bị bệnh mật và béo phì, thì ra cái bệnh béo phì, bệnh mỡ gan đó là một cái mối, là một cái sự đe dọa cho cái ngành y tế ở bên Hoa Kỳ hiện nay. Vấn đề kháng insulin resistance thì bác sĩ Quê đã nói rồi, thì đây nó là một cái chỉ số mà cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó không có phản ứng hợp thời để cái chất insulin tiết ra. Những cái tế bào, những tế bào mỡ, tế bào bắp thịt, tế bào gan nó không có phản ứng hợp thời với lượng insulin, thành ra cái cơ thể chúng ta phải tiết ra insulin nhiều để mà đưa được cái lượng đường ở trong máu và trong những cái tế bào. Và cái chỉ số HOMA score, tức là chúng ta có thể tính toán được cái chỉ số nó càng cao thì là cái vật chất kháng insulin nó càng cao. Metabolic syndrome hay là cái hội chứng chuyển hóa, bác sĩ Quân đã đề cập đến. Đây là một cái hội chứng mà trong đó có 5 cái yếu tố mà có thể mà nếu người bệnh nhân đó bị 5 yếu tố này có thể bị bệnh, dễ bị bệnh tiểu đường, bệnh tim, và bị bệnh tai biến mạch máu não, là bệnh đột quỵ. Thì abdominal obesity tức là cái béo méo mỡ vòng bụng, nó khác là cái mỡ ở trên đùi hay ở chân của chúng ta, thì vì chúng ta có nhiều mỡ ở trong vòng bụng, tức là cái nội tạng của cơ thể của chúng ta có nhiều mỡ hơn. Thành ra nếu mà cái vòng eo của chúng ta nó càng cao, trên 100-200 người phái nam và 88 người phái nữ, đó là một trong những yếu tố. Thật ra mình thấy mảnh mai thì vòng eo không những nó đẹp, nó còn tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Nào cũng có bệnh là cái triglyceride, là cái đường trong mỡ nó trên 150, và cái HDL level mà nó thấp dưới cho 40 cái đàn ông và dưới 50 cho đàn bà. Và nó bị cao áp huyết 130/85, và bị đường trong máu cao trên 100 người. Thì nếu mà một người có 3-5 yếu tố đó thì họ sẽ bị cái metabolic syndrome. Thì trên một khi bệnh quen bị cái hậu chứng chuyển hóa metabolic syndrome này thì chúng ta dễ bị bệnh mỡ gan. Về cái vấn đề cái tỷ số, tỷ lệ người Việt Nam bị metabolic syndrome hay là hậu chứng chuyển hóa,
thì một số tài liệu cho thấy là tử vong rất thấp, khoảng độ 16% ở Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta vẫn còn có vấn đề mỡ gan hay là viêm gan nhiễm mỡ. Thì cái gan nó bình thường. Đây là cái tế bào sinh thiết khi chúng ta làm cái gan cái tế bào bình thường, và đây là cái sinh thiết mà cái có gan có mỡ trong gan. Chúng ta thì cũng ai hầu hết cũng có thể có một tí mỡ trong gan, cũng như chúng ta có một tí mỡ trong bụng. Thì cái tỷ số, cái tỷ lệ mà bị viêm gan, bị mỡ trong gan mà đưa đến viêm gan nhiễm mỡ, tức là bị NASH, thì nó khoảng độ là 20-25% những người bị mỡ trong mỡ gan bị thành viêm gan, viêm mỡ trong gan. Và cái viêm mỡ trong gan thì nó có những cái đặc tính mà khi cũng như những người đọc, bác sĩ đọc sinh thiết sẽ có những cái có blue degeneration, có thể tạm dịch nó là những cái bọc mỡ, và nó bị sưng gan, và nó có những cái myelin highlight deposition, tức là có những cái chất myelin nó đọng lại trong tế bào gan, và cái gan nó bị sơn ở đây. Thì một khi mà người bệnh nhân bị viêm gan nhiễm mỡ, tức là khoảng 20% những người bị bệnh mỡ gan thì 20% sẽ bị viêm gan nhiễm mỡ. Thì trong số 20% thì những người đó có khoảng 10-20% sẽ bị chai gan trong một thời gian khoảng 8 năm. Nếu một người chỉ bị mỡ trong gan thôi thì các bác sĩ khuyên đã nói là cái vấn đề bị chai gan vì mỡ gan nó thấp. Tuy nhiên nếu mà một bệnh nhân bị mỡ gan và bị thêm nhiễm thêm viêm gan C thì cái bệnh của họ nó bị viêm gan, bị chai gan, nó tiến rất là lẹ. Thì những cái yếu tố mà tạo ra một bệnh bị mỡ gan thì nó gồm có bệnh tiểu đường, bị bệnh hội chứng chuyển hóa metabolic syndrome, bệnh cao mỡ, và bệnh béo phì, tức là cái body mass index của chúng ta nó cao. Thì cái viêm gan C nó có thể gây ra những cái biến chứng chuyển hóa đó, nó gây ra insulin resistance, là kháng insulin, nó gây ra bệnh tiểu đường và nó gây ra metabolic syndrome. Và ngay viêm gan C không, nó sẽ làm cho bệnh nhân bị viêm mỡ gan mà không cần, bệnh nhân không cần phải có ba những cái biến chứng chuyển hóa trên. Thì những kia có rất nhiều nghiên cứu cho thấy là những người bị viêm gan C, cái tỷ lệ người bệnh bị insulin resistant, bị kháng insulin rất là cao, từ 32-4% cho đến 64% những người bị viêm gan C bị insulin resistant. Và một biến chứng insulin resistant, kháng insulin này nó đi song song với lại cái lượng viêm gan C, tức là nếu mà cái lượng viêm gan C nó càng cao thì cái insulin resistance nó càng tăng thêm. Như quý vị thấy là cái HOMA, cái tỷ số HOMA mà trên 4 là cái lượng viêm gan C nó gần tới 6-6.5 log, trong khi những người cái điểm tỷ số HOMA score thấp hơn thì cái lượng SCVNA nó cũng thấp. Và nếu mà cái lượng insulin resistance, cái HOMA score nó càng cao thì cái viêm gan, cái tỷ lệ viêm gan nó tăng lên. Tại đây những người nếu mà có cái HOMA score khoảng trên 6-10 ở đây thì cái họ bị cái sơ gan ở giai đoạn 4, trong khi cái HOMA score nó thấp hơn dưới khoảng 3 ở đây thì cái độ sưng gan chỉ có 2. Và viêm gan C nó cũng liên, cái bệnh viêm gan C cũng liên quan đến bệnh tiểu đường. Một cái nghiên cứu bên Hoa Kỳ cho thấy là một người thích chỉ số, những cái người bị viêm gan C ở tuổi 40 trở lên thì cái tỷ lệ họ bị tiểu đường hầu như là gấp trên 3 lần hơn so với những người không có bị tiểu đường, những cái cột đỏ ở đây. Tại ra tóm tắt lại là cái viêm gan C nó sẽ làm, nó gây ra hay là có liên quan, nó làm tăng lên cái bệnh kháng insulin resistance, và nó tăng lên cái bệnh tiểu đường cho những người bị viêm gan C. Và trong những cái nghiên cứu cho thấy là những cái người bị viêm gan C và bị chất kháng insulin và bị bệnh tiểu đường thì cái rủi ro bị sưng gan và bị ung thư gan nó tăng lên rất là nhiều.
viêm gan C nó cũng liên quan đến cái bệnh hội chứng chuyển hóa metabolic syndrome. Thì nghiên cứu cho thấy theo cái cột vàng ở đây thì những người bị viêm gan C thì cái tỷ lệ của họ bị hội chứng chuyển hóa nó cao gần như là gấp đôi cho những người không bị viêm gan C. Thì chúng ta đang nói về cái hội chứng chuyển hóa ở bên này. Cái viêm gan C chính nó sẽ gây ra cái hội chứng chuyển hóa. Thì quý vị thấy là viêm gan C nó cũng gây ra bệnh tiểu đường, viêm gan C nó cũng gây ra bệnh cao áp huyết. Cho cái viêm gan C nó cũng làm cho chút cái người bệnh nhân bị bệnh mỡ trong bụng, và viêm gan C nó gây ra bệnh viêm mỡ gan. Mặc dù cái viêm mỡ gan nó không phải là một trong những cái yếu tố của bệnh metabolic syndrome, nhưng mà nó cũng, chúng ta cũng thấy là những người bị metabolic syndrome bị hội chứng chuyển hóa họ cũng bị viêm mỡ trong gan. Và cả hai cái metabolic syndrome và cái bệnh metabolic syndrome do gây ra bởi viêm gan C nó đều tăng lên cái rủi ro bệnh nhân sẽ bị sinh gan và bị ung thư gan. Như tôi đã nói trước là viêm gan C, chính viêm cái con vi khuẩn viêm gan C nó gây ra cái bệnh viêm mỡ gan. Và cái vấn đề viêm mỡ gan của một người bệnh nhân bị viêm gan C nó lựa thuộc vào hai yếu tố của người bệnh và yếu tố của con vi khuẩn gan C. Thì nếu mà yếu tố người bệnh, một người bệnh bị viêm gan C và bị bệnh béo phì, high body mass index, tức là cái body mass index rất cao, bị bệnh mập, bị diabetic, bị insulin resistant, tức là họ có hội chứng chuyển hóa, thì cái gan của họ nó dễ bị viêm mỡ gan, dễ bị chai gan hơn. Về con viêm gan C thì cái tiểu loại viêm gan số 3 nó làm cho người bệnh dễ bị viêm mỡ gan hơn là những tiểu loại khác. Và cái một trong những cái chất protein của cái viêm gan C, nó core protein, nó làm cho nó gây ra cái bệnh viêm mỡ gan. Và những cái nghiên cứu đã thấy viêm gan C cái tiểu loại 3 là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề nó gây ra cái viêm mỡ gan cho những người bị viêm gan C. Thì đây là một cái hình cartoon vẽ mà nó giải thích cho chúng ta biết những cái lý thuyết tại sao viêm gan C nó có thể gây ra cái bệnh mỡ gan. Thì đây là tế bào gan và tế bào stellate cell trong gan của chúng ta. Thì khi một người bị nhiễm viêm gan C thì cái ACE coprotein của cái tiểu loại 3 nó sẽ kích thích cái tế bào gan, tạo ra cái chất axit béo, từ axit béo làm ra rất là nhiều cái chất triglyceride. Lý do tại và triglyceride nó sẽ đọng lại ở trong tế bào gan. Đó lý do tại sao mà cái người bị nhiễm viêm gan C tiểu loại 3 họ bị bệnh mỡ gan nặng hơn so với những cái tiểu loại khác. Cái ACE coprotein ở đây của cái tiểu loại 1 nó sẽ làm ngăn cản cái chất triglyceride không được tiếp từ trong tế bào gan vô trong máu. Nên những cái tế bào mỡ nó sẽ đọng, tế bào triglyceride nó sẽ đọng lại ở trong tế bào gan. Và như và đến cái chất mỡ triglyceride này nó sẽ kích thích những cái chất độc tố để làm cho gan làm cho tế bào gan có thể bị sưng và bị chết, để đưa đến chai gan. Và những cái con và cái vi khuẩn gan C cũng đồng thời kích thích cái stellate cell. Cái stellate cell ở trong gan của chúng ta nó là những cái tế bào mà có thể nó tiết ra những cái chất protein, những cái chất xơ, nó đọng lại trong gan, nó tạo ra cho gan của chúng ta bị xơ. Và cái stellate cell một khi nó bị kích thích, nó sẽ kích thích lên cái hội thống, cái hệ thống kháng thể, và cái hệ thống kháng thể sẽ tạo ra kích thích ra những cái chất độc tố như là tumor necrosis factor, và cái này nó sẽ làm cản trở đến, nó làm ra tạo ra cái triệu chứng insulin resistance. Với cái vòng luẩn quẩn như thế này là lý do tại sao mà tế bào gan viêm gan C nó tạo ra cái bệnh mỡ gan, làm cho gan bị sưng và bị chai. Thì với những cái phát triển, những cái reaction ở trong cái tế bào gan như vậy thì nó làm ra gì trong cái cơ thể của chúng ta? Thì quý vị thấy bên này là yếu tố về bệnh vi khuẩn, và bên này là yếu tố của người bệnh. Thì cái vi khuẩn viêm gan C tiểu loại 3 nó sẽ làm ra rất là nhiều mỡ triglyceride đọng lại trên gan, và nó sẽ đưa đến cái vấn đề gan bị gan viêm gan nhiễm mỡ. Còn cho những cái tiểu loại khác thì nó tạo ra những cái chất độc tố
những cái TNF alpha, SLC3 và những cái này sẽ kích thích, nó làm cho cái ra tạo ra cái chất kháng insulin resistant. Và một khi người bệnh nhân có bị insulin resistant rồi thì họ thì gan nó sẽ bị gan tạo ra mỡ trong gan, bị viêm gan nhiễm mỡ. Và nếu cái người bệnh nhân mà bị bệnh béo hay là uống thuốc như bác sĩ có đã trình bày hay là uống rượu bia nhiều thì họ cũng sẽ bị tạo ra cái hội chứng gây insulin resistant và làm cho gan bị sơ vữa gan. Thì những cái biến chứng chuyển hóa này không những làm cho gan chúng ta bị sưng, bị chai, nhưng mà có thể làm tăng được cái nguy cơ bị ung thư gan. Đây là một cái nghiên cứu của Dr. Hayashi, họ theo dõi bệnh nhân trên 10 năm. Những bệnh nhân đã được chữa bằng thuốc interferon và thuốc ribavirin. Thì trong cái hình đồ cho thấy những bệnh nhân đã được chữa bệnh nhưng mà họ đã không đạt được cái SVR, tức là họ không dứt điểm được cái viêm gan C. Thì ngay những cái bệnh nhân này, nếu mà những bệnh nhân họ có cái HOMA score, tức là cái chỉ số kháng insulin cao, thì cái tỷ lệ những người bệnh nhân này mặc dù họ gan có họ chưa có bị chai, họ chỉ mới ở giai đoạn 2, thì những người này họ theo dõi thì những cái số này, những người này ung thư gan, tỷ lệ cũng bị ung thư gan cao hơn những người mà có cái HOMA score thấp. Và tương tự như vậy, trong những cái chương trình nghiên cứu đó, họ cho thấy là những người viêm gan chỉ ở giai đoạn 3 chưa có bị chai gan. Chúng ta hầu hết là đều biết là một khi bệnh nhân bị viêm gan C mà bị chai gan thì họ mới có cái nguy cơ bị ung thư gan. Nhưng mà trong cái nghiên cứu này cho thấy là những người bị viêm gan C chỉ mới giai đoạn 2 và chỉ mới giai đoạn 3. Tuy nhiên mà nếu mà họ bị cái insulin resistant, bị kháng insulin thì họ có thể bị ung thư gan. Một cái chương trình nghiên cứu lâm sàng của bác sĩ Elsherat ở bên Hoa Kỳ, trong đó cũng theo dõi khoảng trên 22.000 bệnh nhân. Trong những cái nghiên cứu này cũng theo dõi những bệnh nhân đã đạt được SVR, tức là họ không còn bị viêm gan C nữa. Tuy nhiên nếu những bệnh nhân này đã bị chai gan lúc mà đạt được SVR thì cái rủi ro nguy cơ ung thư gan của họ nó vẫn còn. Và những cái tỷ số mà bị ung thư gan là 445% cho những người bị chai gan so với những người không bị chai gan nếu mà họ đạt được cái SVR. Và cũng trong chương trình nghiên cứu này cũng cho thấy là nếu mà bệnh nhân bị tiểu đường, mặc dù họ được đạt được SVR thì cái rủi ro họ vẫn có thể bị ung thư gan nhưng mà họ không cần bị chai gan. Rồi tóm tắt lại là cái một bệnh nhân bị viêm C mà có bị insulin resistance, tức là bị kháng insulin, mà có bị tiểu đường và có bị mỡ gan là cái họ có thể bị ung thư gan mặc dù họ không có gan, không có bị chai. Nào, những cái vấn đề bị biến chứng chuyển hóa này cho chúng ta cũng có ảnh hưởng đến cái sự hiệu nghiệm của thuốc interferon trong khi trong cái vấn đề chữa trị viêm gan C. Một cái chương trình trên sàn của bác sĩ Romero cho thấy là lúc họ chữa bệnh thuốc interferon thì một người những cái số bệnh nhân mà có cái tỷ số HOMA score, tức là bị kháng insulin cao, thì cái tỷ lệ mà họ được hết bệnh khoảng có 20%. Trong khi so với lại cái một trong cái nhóm của trong chương trình nghiên cứu đó, nếu mà họ không có bị insulin thì cái tỷ lệ họ đạt được cái SVR, tức là đạt được hết bệnh viêm gan C, nó trên 60%. Và nếu một bệnh nhân cái chương trình nghiên cứu khác, nếu bệnh nhân bị cái chất fasting glucose nó cao, tức là glucose intolerance, thì như quý vị thấy là những người đó cái tỷ lệ mà họ hết được cái bệnh, đạt được cái SVR nó thấp hơn so với những người không có bị đường cao. Và cũng tương tự như vậy, một bệnh nhân nếu mà bị bệnh mỡ gan trong cái cột đỏ đây thì cái tỷ lệ họ chữa bệnh mà đạt được cái SVR nó sẽ thấp hơn những người không bị bệnh mỡ gan trong cái cột vàng ở đây. Và không cần về những cái yếu tố này nó độc lập với lại yếu tố lượng mà virus cao và những cái tiểu loại. Tại sao bệnh nhân bị tại sao có một sự giảm thiểu về cái hiệu nghiệm của thuốc interferon trong vấn đề chữa viêm gan C? Một có thể là vì cái chất insulin nó làm cho cái sự tác dụng của thuốc interferon trên viêm gan C thấp đi, và thứ hai là vì nếu chúng ta bị người mọc thì cũng tương tự như vậy, nó làm cho giảm cái tác dụng cái của thuốc interferon.
Thì đây là một cái lý thuyết giải thích là nếu một người bị mật thì họ có thể bị viêm ở gan, viêm gan bị sưng. Nó tiết ra những cái chất độc tố oxidative stress, và những cái chất độc tố này sẽ làm cản trở đến những cái tín hiệu của thuốc interferon, và vì như vậy nó làm cho cái sự tác dụng của interferon giảm đi và làm cho cái SVR nó bị xuống thấp đi. Nhưng mà may mắn thay chúng ta, cái thuốc interferon bây giờ chúng ta xài ở bên Hoa Kỳ hiện nay có thể trên 95% là các bác sĩ chúng tôi dùng cái thuốc viên, tức là thuốc direct acting antiviral như là Harmony để điều trị viêm gan C. Hôm qua được nói chuyện với bác sĩ Thủy như bác sĩ Hoàng một số chuyên khoa về gan đây, thì tôi thấy được biết là khoảng 50% những bệnh nhân hiện nay được chữa bằng thuốc thuốc viên thay vì thuốc chính interferon. Thì cái câu hỏi đặt ra là một khi bệnh nhân bị viêm gan C có những cái biến chứng chuyển hóa như thế này, thì họ cái thuốc DA nó còn tác dụng tốt hay không? Thì có một cái nghiên cứu nho nhỏ, trong đó họ theo dõi khoảng 50 người bệnh nhân bị viêm gan C, trong đó dùng cái thuốc sofosbuvir, còn có lại các interferon, còn ribavirin, có một số thì xài thuốc sofosbuvir, còn có lại cimeprevir, thì cho thấy là cái tỷ lệ mà hết được đạt được SVR là 81%, cái tỷ lệ này khá thấp so với là những cái chương trình nghiên cứu lâm sàng khi mà các hãng thuốc nó chữa bệnh bằng thuốc DA. Trong cái nghiên cứu đó, ta thấy là những cái tỷ lệ SVR nó giảm xuống nếu mà bệnh nhân bị cái máu đường trong máu nó thấp trên dưới 126 và họ bị cao hyperlipidemia. Thì đây là một cái nghiên cứu mà ta thấy là đề nghị rằng cái thuốc DA có thể nó phản ứng cái sự hiện diện có thể nó bị giảm xuống nếu mà bệnh nhân bị tiểu đường, bị cao đường hay là bị mỡ trong máu. Thì đây là cái nghiên cứu của cái thuốc mới bằng Gilead mà chính có thể FDA sẽ có thể chấp nhận trong vòng tháng tới. Cái thuốc này là combination để phân phối vào thuốc sofosbuvir và velpatasvir. Cái thuốc hiện nay Việt Nam chúng ta đang xài, cái thuốc Harmony là cái thuốc phối hợp giữa sofosbuvir và lenacapavir. Thì cái chương trình nghiên cứu này họ có 5 chương trình nghiên cứu khác nhau từ tiểu loại 1 đến tiểu loại 6 và khoảng trên 1.000 bệnh nhân. Thì như quý vị thấy họ cho cái chương trình nghiên cứu, đây là những cái yếu tố các cá nhân tham gia trong chương trình nghiên cứu, thì trong đó có khoảng 21% bệnh nhân bị chai gan. Cái FibroScan từ trên 15 kPa là 16%. Bệnh nhân bị bệnh béo phì, cái body mass index 35 rất là cao. Béo phì là body mass index trên 30, cái này là 7% trên 35. Và bị hemoglobin A1c là bị bệnh tiểu đường là khoảng 6%. Thì như quý vị thấy cái sự hiệu biệt của cái thuốc này nó trên 97% cho trên 1.000 bệnh nhân chữa bệnh, tức là cái sự hiệu nó quá cao. Mà thành ra nếu mà cho cái họ cũng tính ra những cái nghiên cứu, những cái yếu tố nào có thể nó tác dụng ngược lại, nó làm cho cái vấn đề thuốc không có được hiệu nhiều. Thì trong những bệnh nhân bị chai gan, những bệnh nhân được chữa bệnh trước rồi và không có yếu tố nào mà đạt đến vấn đề bị viêm mỡ gan, bị bệnh tiểu đường hay là bị bệnh insulin resistant, thì đã tóm tắt lại là những cái, tôi nghĩ là cái thuốc DA nó sẽ không có bị kém hiệu nghiệm đi cho những người bị bệnh hoặc bị biến chứng chuyển hóa hoặc bị viêm gan C. Đó là điều tốt để chúng ta, cho chúng ta và cho người bệnh nhân của chúng ta. Thì giờ cái câu hỏi đặt ra, nếu mà viêm gan C nó tạo ra những cái biến chứng chuyển hóa bị bệnh insulin resistant, kháng insulin, bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh nhân bị viêm mỡ trong gan, thì khi chúng ta chữa được, giết được bệnh viêm gan C, thì những cái biến chứng chuyển hóa này nó có mất đi hay không, nó có làm cho người bệnh nhân tốt để lại hay không, không bị những cái phản ứng như vậy nữa. Thì một số nhiều nghiên cứu cho thấy nếu mà một bệnh theo cái chương trình bác sĩ Kawaguchi này cho thấy nếu bệnh nhân bị bệnh insulin resistance cao, tức là cái điểm HOMA score nó cao, mà nếu mà họ cái bệnh nhân nó chữa giết được viêm gan C, họ đạt được SVR, thì cái chỉ số HOMA score nó đi xuống, nó trở lại bình thường. Tuy nhiên cái chỉ số HOMA score này nó sẽ không thay đổi cho những bệnh nhân nếu bị tái phát bệnh trở lại hay là không có hết được bệnh. Một cái chương trình nghiên cứu khác trong đó họ theo dõi khoảng 400 bệnh nhân và cũng chữa bằng thuốc interferon và ribavirin.
thì có khoảng độ 63% bệnh nhân trong số đó đạt được cái SGR là hết bệnh nhân PMC. Thì họ theo dõi bệnh nhân trong một thời gian 5 năm thì cái những người mà đạt được SGR thì cái tỷ lệ họ bị bệnh tiểu đường rác ra nó chỉ có 7%. Trong khi đó những người bệnh nhân cũng được dùng cho cái nhóm được chích thuốc nhưng mà họ không có đạt được cái SGR, không có được PMC thì cái tỷ lệ họ bị tiểu đường nó tăng lên 17%, có sự khác biệt giữa 10%. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng nếu những người bệnh viêm gan C được tiểu đường hết bệnh thì có thể họ giảm được cái bệnh, tránh được cái bệnh tiểu đường. Một cái chương trình nghiên cứu khác cũng tương tự ở bên Nhật Bản, trong đó họ theo dõi khoảng trên 1.600 bệnh nhân và theo dõi những bệnh nhân này được tiểu thuốc bằng interferon và ribavirin và theo dõi bệnh nhân trong một cái thời gian khoảng 20 năm. Thì họ có thấy là cái những người bệnh nhân mà đạt được cái SVR trong quá trình chữa bệnh thì cái rủi ro họ bị tiểu đường rất là thấp, khoảng 3 lần thấp hơn cho những người mà không có đạt được SVR. Cũng tương cho một cái chuyện cũng tương tự cái chuyện nghiên cứu như vậy, nếu mà một người bệnh nhân đạt được SVR thì cái rủi ro nguy cơ họ bị stroke nó giảm xuống rất là nhiều so với những người không có đạt được SVR. Còn vấn đề bị viêm mỡ trong gan thì làm sao nhất chúng ta diệt được vi khuẩn canxi, thì cái viêm gan C thì cái viêm mỡ gan nó có tốt hơn hay không? Thì cái báo cáo của Dr. Ponya ở bên Tây cho thấy rằng nếu mà cái người bệnh viêm gan C mà được chữa như vậy thì cái độ sưng gan, bị mỡ gan nó giảm xuống một phần và cái mỡ trong gan, cái viêm mỡ gan nó mất đi khoảng 46% bệnh nhân. Như đây tôi đã nói trước cái tiểu loại viêm gan C loại số 3 đã ảnh hưởng rất là bệnh mỡ gan, viêm mỡ gan nhiều hơn những tiểu loại khác. Quý vị thấy là những người bệnh nhân bị viêm gan C tiểu loại 3 lúc mà họ chịu được thiết bệnh thì cái kết quả của họ với viêm mỡ gan tốt đẹp hơn nhiều hơn so với những người bị viêm gan C với cái tiểu loại khác. Rồi tóm tắt lại thì cái nếu chúng ta diệt được cái viêm gan C thì chúng ta có thể giúp để làm cho bệnh nhân tránh bị cái bệnh insulin resistance và chúng ta có thể làm giảm giúp cho bệnh nhân có bị tiểu đường và chúng ta có thể giảm và giúp cho bệnh nhân tránh bị bệnh ung thư gan. So đây là cái hình tóm tắt là thì rất là đơn giản. Thứ nhất thì tôi thấy là người Việt Nam chúng ta không bị bệnh mặt nhiều, không bị viêm mỡ gan nhiều, đó là điều tốt. Tại đây chỉ cái vấn đề viêm gan C của chúng ta thì viêm gan C trực tiếp nó có thể làm chúng ta bị chai gan, chúng ta ai cũng biết cái chuyện đó. Nhưng mà viêm gan C chúng ta phải nên để ý là có thể tạo ra bệnh tiểu đường, bệnh insulin resistance, tạo ra bệnh tiểu đường, tạo ra bệnh hội chứng chuyển hóa và tạo ra cái bệnh béo phì. Và ngay viêm gan C nó sẽ tạo ra mỡ gan và cái mỡ gan sẽ đưa đến vấn đề bị bệnh chai gan. Và nếu một bệnh nhân bị insulin resistance, bị tiểu đường, bị mỡ gan, họ có thể bị ung thư gan bình thường, họ không cần phải bị chai gan. Thật ra chúng ta nếu mà có một bệnh nhân bị viêm gan C nếu được trong hoàn cảnh cho phép thì chúng ta nên chữa trị cho bệnh nhân bị viêm gan C và nên chữa càng sớm càng tốt. Và tóm tắt là nếu mà chúng ta chữa được viêm gan C thì chúng ta có thể giảm được những cái biến chứng là insulin resistance, được hội chứng chuyển hóa và bệnh viêm mỡ gan. Và nếu chúng ta cũng cần phải xài thuốc interferon để chữa bệnh mà không xài thuốc viêm được thì có những cái nghiên cứu cho thấy chúng ta nếu bệnh nhân đó không bớt mập đi, tức là cái body mass index ngoài dưới 27, tức là chúng ta cần cho bệnh nhân xuống ký xuống cân thì trước khi chúng ta chữa bệnh với thuốc interferon thì cái sự tác dụng hiệu nghiệm của thuốc interferon sẽ tốt hơn cho những người bị viêm gan C đó. Và cái vấn đề quan trọng mà tôi học được là vấn đề rụt là ra mỡ gan. Và bác sĩ Chí, bác sĩ Hoàng đã chia sẻ với chúng ta là cái rụt ở đây Việt Nam cũng rất là nhiều. Thật ra nếu mà chúng ta như bác sĩ Quê nói là khó lòng tập thể thao, khó lòng dinh dưỡng đây á, thì chúng ta không khuyên bệnh nhân không uống rượu, tôi nghĩ cái điều đó là sẽ giúp cho bệnh nhân của chúng ta rất là nhiều. Đây là cái nhóm anh em của chúng tôi trong chung chung chuyên khoa tiêu hóa và gan ở San Jose. Đây là các bạn bác sĩ của chúng tôi và đây là những nhân viên trong cái trung tâm chuyên khoa tiêu hóa và gan của chúng tôi. Xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn bác sĩ Đình Ngọc Huy. Ở đây chúng ta có một cái liên quan đến giữa